review sách phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn là một cuốn sách viết rất thực tế về các vấn đề đã và đang xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta hàng ngày triết lý trong sách viết hay không bị khô khan hay nhàm chán truyền cảm hứng giúp các cô gái thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày review sách review sách phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn là một cuốn sách viết rất thực tế về các vấn đề đã và đang xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Triết lý trong sách viết hay không bị khô khan hay nhàm chán, truyền cảm hứng giúp các cô gái thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Review sách khi bạn vừa bận vừa đẹp sợ chi được mất. Review tuổi trẻ không trì hoãn, cuốn sách chữa bệnh lười. Review sách không sợ chậm chỉ sợ dừng, vãn tình. Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn. Cảm nhận về sách bạn đẹp hơn những gì bạn nghĩ và cũng xứng đáng có nhiều thứ hơn những gì bạn tưởng. Con gái chúng ta thường hay tự ti về bản thân, đôi khi nhìn vào gương bạn sẽ cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Khuôn mặt đầy những dấu chấm đỏ của mụn, thân hình của bạn không được cân đối hay đơn giản nhất là việc chúng ta thường xuyên bị đánh giá về ngoại hình. Tại sao là con gái là thế này, lại thế kia. Rất nhiều những lời phán xét khiến chúng ta thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Các cô gái ơi, chúng ta chỉ xinh đẹp khi bản thân biết nhận ra giá trị của mình vậy nên hãy bỏ ngoài tai những lời phán xét bởi vì tất cả chúng ta xứng đáng để có được nhiều thứ có thời gian thì đọc nhiều sách hơn một chút ngủ sớm hơn một chút yêu thương bản thân nhiều hơn một chút hãy nhớ rằng việc chăm sóc da mặt rất quan trọng ăn uống đầy đủ chất ngủ nghỉ khoa học là điều mà một cô gái cần phải thực hiện đúng và đủ mỗi ngày đều nỗ lực trở thành một người mà người khác phải ngưỡng mộ đây chẳng phải là một điều tuyệt vời sao có thể sống đời mình mơ ước có thể tỏa sáng rực rỡ dựa trên sự nỗ lực của chính bản thân mình tại sao những người xuất sắc luôn rất chăm chỉ những hình ảnh về cuộc sống sung sướng chỉ ngập tràn hạnh phúc mà người thành công thường chia sẻ trên mạng chỉ là một phần trong cuộc sống của họ mà thôi thứ mà bạn nhìn thấy là thứ mà họ muốn cho bạn nhìn thấy thực tế một ngày của người xuất sắc họ phải làm việc phải nỗ lực để giữ được vị trí hiện tại nếu muốn có được thành công bạn chẳng có cách nào khác ngoài nỗ lực mỗi ngày đều nỗ lực khi đã có được điều bạn muốn thì bạn còn cần phải tìm cách giữ được vị trí của mình Đừng tưởng rằng chỉ cần cố gắng một giai đoạn rồi sau đó có thể thành thơi ăn chơi mà không cần phải làm việc. Tất cả các giai đoạn trong cuộc đời này chúng ta đều có nhiệm vụ khác nhau, đều cần phải nỗ lực. Cố gắng chưa chắc đã có thể thành công, thậm chí vẫn có thể thất bại, nhưng sợ gì chứ, sống ở đời đâu phải để đo đếm số lần thành bại. Chỉ là nó cho bạn thêm một cơ hội nữa để dương bùn ra khơi vùng vẫy với biển lớn, mọi thứ vẫn chưa phải là quá muộn, kết quả tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là thành công đến muộn thôi mà giờ bạn lười biếng thì sau này tương lai sẽ tát cho bạn tỉnh tương lai là một chuyện tưởng chừng như rất xa xôi thế nhưng dù xa như thế nào thì có ngày nó sẽ đến bạn luôn cho rằng mình có nhiều thời gian để cố gắng vậy nên để ngày mai hay ngày kia cố gắng cũng được thật ra bạn chỉ đang biện hộ cho thói quen lười biếng của mình hiện tại nếu không cố gắng tương lai sau này bạn sẽ còn phải chịu khổ rất nhiều lười biếng không chỉ khiến cho bạn trở nên chán ghét trong mắt người khác mà đến một ngày chính bạn còn cảm thấy chán ghét dáng vẻ của mình Chăm chỉ hơn một chút cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có không ít cô gái ngày nay có tư tưởng khi yêu một ai đó hay cưới một ai đó sẽ dựa dẫm vào họ, bản thân mình không cần phải nỗ lực nhiều. Thế nhưng bạn có chắc rằng nếu không độc lập về kinh tế thì bạn sẽ có cuộc sống thoải mái hay không? Bớt mơ mộng về tương lai dựa dẫm người khác mà hãy nhìn vào bản thân mình. Chỉ có cố gắng mới khiến bạn trở thành phiên bản do mình yêu thích, dựa vào người bạn yêu cũng được thôi nhưng lúc nào cũng phải dựa vào nét mặt của người khác để sống thì đó là sự lựa chọn của bạn. Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn được viết dưới dạng những câu chuyện và bài học triết lý sâu sắc. Cách tác giả dẫn dắt vấn đề và kể chuyện rất lôi cuốn, không bị khô khan hay đặt nặng giáo điều. Cuốn sách dành tặng cho tất cả các cô gái đã và đang trong giai đoạn bước vào ngưỡng cửa của trưởng thành, giống như lời tâm sự của những người đi trước chúng ta sẽ có một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về cuộc sống. Trích đoạn hay trong sách. Mọi khía cạnh trong cuộc sống đều là những cuộc đầu tư, học một chuyên ngành, tìm một công việc, hẹn hò yêu đương, bước chân vào hôn nhân cho dù bạn mang trong mình tâm thế không quan tâm đến chuyện hồi đáp, nhưng đến cuối cùng bản thân cũng không đong đến giữa cho và nhận, đó gọi là lòng người. Con người là vậy đấy, rõ ràng bạn biết mình sai nhưng vẫn không muốn sửa, bất kể là vì nguyên nhân gì thì đều dẫn đến hậu quả sai một ly, đi một dặm. Xấu hổ hơn cả việc bản thân mắc sai lầm chính là việc bạn không thừa nhận mình đã thất bại, ra sức che giấu việc mình yêu sai người, trái tim chân thành trao nhầm địa chỉ. Nhưng, so với việc mắc sai lầm thì che giấu còn dày vò bản thân hơn nhiều bạn không chỉ lãng phí thời gian và công sức vào sai người mà còn bỏ lỡ cơ hội gặp đúng người so với việc lao về phía trước thì dừng lại còn khó hơn nhiều lời kết phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn ghi chép những hành trang mà các cô gái cần phải có để bước vào đời là con gái chúng ta cần phải độc lập và tự chủ thì mới mong có được hạnh phúc mà mình mong muốn cảm ơn mọi người đã đọc hết bài review của mình hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích các bạn trong việc lựa chọn cuốn sách phù hợp với bản thân chúc các bạn đọc sách vui vẻ thân